Chờ tí xíu để em đẩy tay máy á. Từ từ nha, chạy một xíu đi. Alo nghe. Em lên tới Tòa Thánh rồi nè, em ở Tòa Thánh là ngày mai mới về. Dạ, em đang quay mấy con khỉ. Em tính đi về chiều nay luôn mà đi ra ngồi nắng quá, đang bị say nắng rồi. Em thuê khách sạn cho các bạn uống thuốc nằm nghỉ rồi thôi, tạo lỡ rồi bữa nay về.
giờ chạy vô thẳng quay quay mấy khỉ rồi sáng mai về sớm. Ông ngày mai đi ra Gò Kén rồi về luôn á. Vậy à? Vậy hả? Em đang ở Tòa Thánh nè.